Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Hôm 6 tháng 12, vụ lộn xộn giữa học trò và giáo viên ở tỉnh Tuyên Quang đã làm nóng cuộc họp báo của Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thừa nhận mức độ vụ việc nghiêm trọng, không thể chấp nhận được. Ông đánh giá trách nhiệm thuộc về nhiều bên, từ giáo viên, nhà trường, học sinh tới phụ huynh và trước mắt cần biện pháp để xử lý nghiêm. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu phải tiếp tục chỉ đạo, xác minh, làm rõ. Về vấn đề trách nhiệm, ông Hoàng Minh Sơn cho rằng có trách nhiệm của nhiều bên, từ giáo viên, nhà trường, học sinh, phụ huynh. Qua đó, cần có biện pháp trước mắt để xử lý nghiêm và chấn chỉnh. Từ tính chất nghiêm trọng đó, ông Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang làm rõ nguyên nhân vụ việc, đặc biệt là trách nhiệm của các bên liên quan. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự việc cần được làm rõ, nhìn nhận cách thấu đáo, đầy đủ để có biện pháp xử lý phù hợp. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, bạo lực học đường là vấn đề chung, cần quan tâm. Từ thực tế đã xảy ra các vụ việc bạo lực học đường, cần có các biện pháp xử lý phù hợp. Trước hết, phải xem xét đội ngũ giáo viên. Ông Sơn nhấn mạnh, dù ngành luôn quan tâm bảo vệ đội ngũ nhà giáo, nhưng đầu tiên phải nhìn lại đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần xem xét từ quy trình từ đào tạo, bồi dưỡng nhưng quá trình sử dụng cần có đánh giá chuyên môn, phẩm chất, kỹ năng trong việc xử lý của các cô giáo. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh cần đánh giá việc dạy và học, nhất là giáo dục đạo đức ở từng trường, lớp học. Việc học sinh chấp hành như thế nào, theo dõi thường xuyên đối với học sinh cũng cần xem xét. Theo ông Sơn, để xảy ra một vụ việc như trên dẫn tới rất nhiều hậu quả. Vì vậy, phải tìm hiểu các nguyên nhân sâu xa trong quan hệ giữa thầy trò, tư tưởng, đạo đức, diễn biến tâm lý trong lớp, trong trường như thế nào, quản lý nhà trường, lớp học nhằm ngăn chặn từ sớm, không để xảy ra. Đối với phụ huynh, ông Hoàng Minh Sơn cũng nhìn nhận giáo dục không chỉ trong nhà trường mà có mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh, gia đình. Vì vậy, trong từng trường hợp cụ thể thì sự phối hợp với gia đình rất quan trọng. Cùng với đó, bạo lực xảy ra trong trường nhưng là vấn đề xã hội và giáo dục học sinh không chỉ trong gia đình, nhà trường mà là toàn xã hội. Khi văn hóa giao thông, xã hội sẽ tác động tốt đến học sinh. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12, lãnh đạo một trường ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận xảy ra tình huống học sinh lớp 8 bị giáo viên môn công nghệ đánh chấn thương. Hai chuyện buồn liên quan mối tương tác trong môi trường giáo dục trên gây sốc nhưng không lạ bởi nó nối dài những hành vi thiếu chuẩn mà báo chí lâu nay đưa tin. Giáo viên xô đẩy nhau ra khỏi lớp, học sinh đánh nhau, học sinh tấn công giáo viên hoặc ngược lại là những hạt sạ trong môi trường được yêu cầu phải rất trong, đã và đang tạo ra sự thách thức đối với những người làm quản lý. Giải pháp đương nhiên là những biện pháp triệt tiêu nguyên nhân, nhưng biện pháp thế nào thì dường như vẫn bị yếu tố loay hoay cản trở. Quy định không thiếu, công tác tuyên truyền, vận động ý thức chung tay giữa gia đình, nhà trường, xã hội cũng nhiều rồi. Việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở, phòng, ban giám hiệu là làm tốt quy định, công tác ấy. Chủ đề năm, chủ đề quý, chủ đề tháng, chủ đề tuần nếu có nên nhắm tới và xuyên suốt một mục tiêu cụ thể. Sát sườn là vấn đề chuẩn mực trong học đường chứ không nên giàn trải và quá vĩ mô. Hãy để lễ thực sự đi trước, văn tức khắc nhờ đó mà tỏa sáng. Sự việc cô giáo bị học sinh quay rồi ném dép vào mặt đến thời điểm hiện tại vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Sau khi sự việc diễn ra, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với ông Trần Duy Sáng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú. Ông Trần Duy Sáng bị tạm đình chỉ để phục vụ việc xác minh, làm rõ vụ cô giáo âm nhạc bị học sinh dồn vào tường, ném dép vào mặt. Sau khi ông Sáng bị tạm đình chỉ, nhiều ý kiến đã đưa ra rằng không biết trong vụ việc này thầy hiệu trưởng sẽ nhận trách nhiệm như thế nào. Cũng là người theo dõi sự việc, tiến sĩ Thái Văn Tài, vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trong sự việc cô giáo bị học sinh ném dép ở Tuyên Quang, lỗi lớn nhất thuộc về hiệu trưởng. Theo đó, tiến sĩ Tài cho biết, người đứng đầu có trách nhiệm cao nhất trước pháp luật về tất cả sự việc diễn ra trong nhà trường. Tiến sĩ Thái Văn Tài khẳng định, việc học sinh có lời lẽ, hành động xúc phạm giáo viên ở Tuyên Quang cho thấy học sinh đã vi phạm nghiêm trọng quy định những điều không được làm trong trường học. Trong trường hợp học sinh ở Tuyên Quang thường xuyên đưa điện thoại ra quay, ghi âm khi cô giáo đang giảng bài trong lớp, đây là điều vốn phải cấm. Vụ trưởng vụ tiểu học đặt câu hỏi. Một câu hỏi đặt ra là nhà trường có phổ biến điều này cho học sinh không? Giáo viên chủ nhiệm có nhắc nhở học sinh về điều này không mà học sinh lại liên tục vi phạm như vậy? Thậm chí, có những học sinh có hành vi, lời nói không đúng chuẩn mực nhưng các em vẫn nghiễm nhiên xem đó là việc bình thường. Trong khi đó, những điều cấm đã được quy định rất rõ ràng, cụ thể.
người lớn, giáo viên, nhà quản lý lại không kiên quyết với những học sinh vi phạm những điều luật này. Cũng theo ông Thái Văn Tài, giáo viên khi lên lớp phải đối mặt với rất nhiều tình huống sư phạm khác nhau, không thể tránh khỏi những lúc học sinh chưa ngoan, bướng bỉnh, chưa nghe lời. Những lúc như vậy, giáo viên cần xử lý ra sao để vừa răn đe, uốn nắn học sinh lại tránh gây phản cảm trong giáo dục. Với giáo viên bộ môn, thời gian tiếp xúc với các em là rất ngắn. Ví dụ, trung học cơ sở, giáo viên âm nhạc một tuần chỉ một lần tiếp xúc với học sinh, cơ hội để các em hiểu mình ít hơn so với giáo viên chủ nhiệm. Do đó, các giáo viên bộ môn nên tìm hiểu qua giáo viên chủ nhiệm đặc tính của lớp đó. Nghệ thuật sư phạm không cho phép mang tiết dạy của một lớp sang y hệt lớp khác hay cư xử giống nhau giữa các đối tượng học sinh. Tiến sĩ Tài bày tỏ, mong giáo viên bộ môn, đặc biệt người ít tiếp và nhiều lớp, hãy trân trọng tìm những điều chuẩn mực, tốt nhất để luôn là hình ảnh tốt đẹp trước mặt học sinh, cố gắng thấu hiểu các em trước khi bước vào lớp. Liên quan đến việc bị học sinh nhốt trong lớp, xúc phạm và ném dép vào người, cô giáo hát dạy âm nhạc trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết, cô không có khúc mắc gì với học sinh. Theo cô giáo hát, trong tiết âm nhạc của lớp 7C hôm 29 tháng 11, học sinh không thực hiện đúng nội quy. Dù vào giờ học, nhưng các em vẫn tự do đi lại, mở nhạc rồi nhảy trên bục giảng. Nhắc nhở học sinh không được, cô hát đã rút nguồn điện của TV. Một học sinh sau đó lại lên cắm vào, mở nhạc, hò reo. Cô hát sau đó sang lớp 6A dạy tiếp 4. Hết tiết học, một số học sinh 7C kéo sang. Học sinh lớp 7C qua lớp 6A quê cô hát vào góc tường, xúc phạm cô giáo, ném dép vào đầu khiến cô bị choáng, nằm ra sàn một lúc mới dậy được. Lý giải về video cầm guốc đuổi học sinh, cô hát cho biết lúc tỉnh sau khi bị choáng, cô đã nhắc các học sinh giải tán, nhưng các em không nghe. Một số học sinh có hành vi khiêu khích cô giáo nên cô xách đôi giày lên để dọa học sinh. Cũng theo cô hát, từ cuối học kỳ 2 năm học trước, một số em lớp 7C, khi đó là 6C, bắt đầu có biểu hiện không tôn trọng giáo viên. Tình trạng chống đối, không học, ném dép trong giờ của cô hát diễn ra khoảng 2 tháng gần đây. Theo nữ giáo viên này, cô đã nhiều lần báo cáo hiệu trưởng nhưng không được giải quyết. Bày tỏ mong muốn sự việc được giải quyết rõ ràng giữa ba bên, nhà trường, giáo viên và gia đình học sinh. Cô hát cho biết, nếu cơ quan chức năng xác định cô có lỗi và đình chỉ công tác, cô chấp nhận. Với các học sinh, cô cho hay, nếu cơ quan chức năng tha thứ cho các em, cô cũng sẽ tha thứ và không muốn làm căng thẳng thêm sự việc. Trong công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 7 tháng 12, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của trường trung học cơ sở Văn Phú, các ngành chức năng và UBND huyện Sơn Dương về vụ học sinh lớp 7C của trường nhốt ném đồ vào cô giáo. Theo công văn, thời gian gần đây, cô PTH có nhiều hành vi, phát ngôn không chuẩn mực, xúc phạm danh dự và uy tín của người khác, gây bức xúc trong học sinh và phụ huynh. Trường trung học cơ sở Văn Phú từng đề nghị luân chuyển cô giáo hát đến cơ sở giáo dục khác do không được học sinh và người dân tin tưởng, không quản lý được học sinh. Đây cũng là lý do để ngày 21 tháng 11 vừa qua, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Văn Phú ký quyết định kỷ luật cô hát với hình thức cảnh cáo vì có những vi phạm về đạo đức, nhà giáo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh, hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên chưa đảm bảo tính sư phạm, đúng mực. UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân của sự việc, xử lý đúng quy định với cả cô hát và học sinh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.